Vâng, anh về nhá. Bắt đầu nhá. À, đầu xuân năm mới nhà vườn Phạm Tuyến em lại lên giới thiệu các mặt hàng của nhà vườn nhá. Chúc mọi người và các bạn chuyên ủng hộ theo dõi kênh nhà vườn Phạm Tuyến năm mới sức khỏe nhá. Tràn đầy năng lượng luôn. Đây là em giới thiệu luôn. Đây, đi vào đây giới thiệu những cái hàng không hoa vườn đi trước đã này. Đấy, sau một vụ hoa thì giờ nhà em lại chuẩn bị chuyển cho khách và giới thiệu cho khách những cái hàng trên dưới 200.000 nhá. Combo nhá, rất nhiều màu nhá. Đấy, ví dụ như là những cái cây bạch nhật như này nhá. Cái loại trên dưới 200.000 là nhà em có tầm 6 màu. Bạch nhật là 1 này, bạch cổ là 2, phấn sen là 3, bát diện là 4, cung đình hồng là 5, cung đình đỏ là 6, điểm tuyết là 7 và phấn nhật là 8, có 8 màu nhá mọi người nhá. Là 1.600.000 là mọi người có 8 màu luôn ạ. Cây rất là khỏe, hàng cốt bịch như này hết nhá. Nhà em ship toàn quốc nhá. Giá tại vườn không bao cước nhá mọi người nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu gì thì cứ inbox trực tiếp với nhà bọn em nhá. Đấy, đây là cây cung đình nhá, cây rất là khỏe đẹp luôn. Cung đình hồng nhá mọi người nhá. Đấy, đây là phấn nhật nhá. Cây nảy lốt cái lớp lọc lên nữa thì là cây rất là to luôn. Đây lọc nó cây khỏe nên lọc đang ra hết ạ. Tết ngắm hoa ra riêng mình ngắm lọc. Đấy, tiếp theo là một lô chính hoàng kỳ em nhá. Chính hoàng kỳ nha em, những cây bé là giá 400.000, còn những cây to là 500.000 nhá mọi người nhá. Ví dụ những cây này là 500.000 này. Chưa có giá cước vận chuyển đâu nhá, chính hoàng kỳ ạ. Mặt hoa rất là đẹp, hoa chính hoàng kỳ rất là bền nhá. Nở về một tuần ấy, hơn một tuần luôn. Tí anh quay cho cái bông chính hoàng kỳ cho em nở lâu lắm rồi. Đấy, đây là một lô chính hoàng kỳ của nhà vườn em nhá. Đấy, trong đây là một lô hàng trà giống, nhưng trà giống thì tí sang bên kia cho nó dễ. Đấy, trà giống như em có tất cả là 8 màu đấy. Phấn hồng cổ này, điểm tuyết này. Bát diện, cung đình hồng, cung đình đỏ. Nói chung là rất nhiều. Này, em quay cho mọi người xem cây bạch cổ như em nhé. Cây rất là ok luôn nhé. Cây này là trên 200. 250. Đấy, cây rất là khỏe nhé, bạch cổ nhé. Đấy là giá nó rất là bình dân rồi đấy. Năm nay phấn hồng nở rất là đẹp nhá mọi người nhá. Nói chung năm nay hoa trà hoa nào nở cũng rất là đẹp. Phấn hồng cổ đấy ạ. Hoa nở rất là bền hoa. Đấy, chính hoàng kỳ nha em nhá. Đây em quay cho mọi người xem bông chính hoàng kỳ nha em, nở suốt từ trong năm đến giờ luôn. Nở lâu lắm rồi. Nở từ hôm 26 Tết. Đây nhìn này. Mà cánh hoa rất là dày nhá. Nở đúng là một tuần rồi đấy ạ. Mười mấy lớp lá luôn. Cánh hoa rất là dày luôn. Chính hoàng kỳ không có mùi thơm ạ. Đấy. Còn vào trong này là lô trà giống nha em nhá. Trà giống nha em thì nhiều màu lắm. Giờ nó dễ nó ăn hết rồi. Dễ nó bám hết. Cây nhỏ này thì nhà em vẫn có giá là 25.000 nhá mọi người nhá. Em ship từ 10 cây nhá. Các loại màu em sẽ ghi trên lá cho mọi người nhận biết nhá. Cây rất là khỏe luôn, dễ rất là nhiều. Đấy, hàng giống nha em nhá. Đấy, hàng giống nha em nhá. Hàng giống nha em có đầu vạn luôn nhá, rất là nhiều luôn. Cao trên dưới 30 phân tùy từng giống nhá mọi người nhá. Đấy, bạch cổ đây. Nó cũng phải tầm 30 phân. Đấy, trên dưới 30 phân cho nó dễ tùy từng giống. Ví dụ như là lựu thì có khả năng nó còn hơn đó. Lựu phấn hồng, bạch thì nó sẽ thấp hơn một chút. Đây còn giới thiệu mọi người, đây là một lô thiển nha em nhá. Đang bật lọc, cây rất là khỏe này. Chỉ có giá vài trăm. Đấy, tùy từng cây nhá. Vâng, trà thiển đấy ạ. Đấy, còn đây là bạch nhụy nhá mọi người nhá. Mầm bạch nhụy này có giá là 400.000 nhá. Cây rất là khỏe luôn. 300.000 nhá em có nhá, 200 có nhá. Những cây nó đang bật lọc. Đây còn giới thiệu mọi người, đây là một lô trà muống của nhà em nhé.
Đấy, chỉ có giá là 100 nhá. Nhiều cây có to cao hơn nhiều, muống nhá. Trà muống nhá mọi người nhá. Giống nhà em thì đảm bảo chuẩn màu luôn ạ. Chuẩn cây, chuẩn hoa luôn. Đấy, đây là lô bạch nhụy nhá em, 700.000 một cây. Vâng, quý hiếm, chuẩn giống. Còn là đây tiếp theo, đây là một lô bạch nhụy đuôi cá nha mọi người nhá. Hoa đơn, nhụy vàng to ở giữa đấy. Có mùi thơm nhẹ nhá. Cây này tí em sẽ quay cho mọi người xem con mẹ của nó nhá. Cây rất là khỏe luôn. Đấy, đây là lô bạch nhụy nha em này. Đấy, bạch nhụy nó rất là lâu, mãi nó mới bật được một lớp lọc. Bạch nhụy nha em đấy. Đấy, những cái mầm này thì em đang dao động là 200.000 một mầm. Nhưng mọi người nếu mà lấy thì siêu tầm cái loại to hơn chăm cho nó dễ. Đấy, đây là những cây thiển nha em, chỉ có giá vài trăm. Đấy, tiếp theo đây là những cái lô, đây lô trà giống này. Đấy, những cái cây bạch này là em đã sang chậu rồi nhá. Đấy, bạch cổ đó. Đấy, mọi người lấy về thì cứ nếu mà cần thì trồng luôn, còn không thì cứ từ từ nhá. Mới sang. Đấy. Đấy, còn tiếp, đấy, tiếp theo là như em nhá. Đấy, hàng giống như em nhá. Giống như em rất nhiều. Đấy, anh quay cho mọi người xem, đây là một chỗ này là tầm 2.000 trà bạch của nhà em nhá. Em mới chuyển chậu từ, mới chuyển sang bịch to. Từ đợt tháng 12, 11. Cây đã ổn định rồi, đang bật lớp lọc tiếp rồi. Cây rất là khỏe. Đấy, là trà giống như em nhá. Những giống quý hiếm nhà em vẫn còn nhá. Đấy, mấy nữa, đây mặt hoa nó đã già này. Hàng Nhật nhá mọi người nhá. Bé tí mà hoa rất là xinh luôn. Bạch Nhật à? Không, hàng này là hàng Nhật ạ. Phấn Nhật à? Hàng Nhật chứ không phải là phấn Nhật. Như là hồng Nhật, nó có cả đột biến ấy. Đây này, lá nó như thế này này anh này. Đấy, đây là lá của nó, cây còn đây là hoa đây ạ. Đấy, mặt lá mặt hoa luôn. Hoa cũng bền thế đấy mọi người, cũng thuần đấy, nó bé xíu xíu đã có nụ có hoa rồi. Đấy, giới thiệu tiếp về đầu năm này, đa số đó là hàng giống thì em cứ giới thiệu qua cho mọi người. Đấy là hàng giống heo nhá, đây còn một lô giống nhá, giống heo rất nhiều, đủ các màu luôn. Đấy, hoa đấy ạ. Những cái cây này Tết, Tết bán không hết vì số lượng nó quá nhiều, với những cái này em để hơi ít hoa. Đấy, những cây khỏe này, đấy, bát diện cho mọi người nhá. Đấy, nếu mà ai lấy thì em sẽ ghép nhá. Các màu luôn, 8 cây. Cây đã cốt bịch rồi nha mọi người nhá. Điểm tuyết nha em nhá, chỉ có giá là gần 200.000, nói chung là cứ nói 200.000 đi. Là các màu, 8 màu là 1.6 triệu, là mọi người có 8 màu. Đấy, điểm tuyết nha, cây rất là khỏe luôn. Toàn hàng vào bầu lâu rồi nhá. Đâu ạ? Đây là cây cung đình đỏ đấy. Đấy, anh quay cho mọi người xem cây cung đình đỏ, hàng chăn nuôi của nhà vườn em ấy. Đấy, hoa rất là đẹp, nói chung là năm nay được hoa, hoa nào cũng đẹp. Cung đình đỏ. Cái hàng chăn nuôi của em thoát thần triền miên luôn. Đấy, xong tiếp theo đây là một lô phấn sen của em nhá. Đấy, một lô phấn sen đấy, bông hoa phấn sen đang nở ở trong. Đấy, hàng này là em đã uốn một nhịp rồi nhá. Đấy, bác nào thích làm bonsai phấn sen thì liên hệ với nhà em nhá. Đấy, em đã uốn một nhịp rồi. Phấn sen được cái nó sai nụ, sai hoa nên làm bonsai cũng rất là ok. Cây rất là đẹp luôn. Đấy, phấn sen này toàn hàng uốn hết một nhịp rồi. Mọi người về thích siêu tầm thì làm thêm một nhịp nữa. Đấy, phấn sen là hàng cũng quý hiếm ấy, mà có được hàng bonsai phấn sen thì ok luôn. Ở trong đây thì hết rồi, còn đây anh cứ quay đây. Đấy, trà liệu của nhà vườn em nhá, giá 200.000, combo đủ màu đấy ạ. 8 cây, 8 màu, cây rất là ok, khỏe luôn. Đa số nhà em trồng
ở Bịch lâu rồi nên mọi người vận chuyển cũng rất là ok nhá. Nếu mà chuyển bưu điện 10 ngày khách hàng nhận vẫn ok. Vì cây cái nào cốt Bịch rồi. Đang ra qua đây một chút đấy, hàng hoa nhà em đi hàng đấy. Đấy, những cây lựu nha em này, cây rất là khỏe luôn nhé, toàn hàng cốt Bịch luôn. Cung đình đỏ năm nay cũng rất là đẹp nhé. Đấy, cung đình đỏ. Những cây bạch này nhà em thì có giá. Đấy, cung đình đỏ đấy ạ. Hoa rất là đẹp, to đẹp luôn. 300 nghìn một cây bạch cổ nhé. Cao từ mặt chậu lên tầm 70. Tàn cánh rất là nhiều. Đấy, vườn này sơ qua là cũng gần gần xong ấy nhỉ. Đi, em mời mọi người về cái vườn trà kia, đa số đó là ngắm hoa là chính. Rực rỡ luôn. Chào mọi người.